bóp cho cô. Cô vừa hít vào là nó thơm gì đâu. Dạ cô thấy thoải mái hơn cho cô. Bởi vậy ta nói lớn tuổi rồi có khác. Mấy bữa trước chạy theo cái thằng quỷ đó có chút xíu à, mà về nó rim hết mình mẩy ê ẩm luôn vậy đó. Đó bởi vậy cô đừng có lo. Có con ở bên cạnh cô á, cho dù á là cô có bị đau lưng nè, cô có bị đau vai nè, cô có bị đau tai, thậm chí cô có bị đau bao tử, đau toàn thân, cô bị liệt, cô không đi được thì vẫn có con ở bên cạnh cô. Ê ê, nói gì đó? Cô khỏe tôi đó hả trời? Không có, không có. Ý con nói là họ cho dù cô có bệnh hoạn gì thì quay lưng lại vẫn thấy con đằng sau cô. Ý con là vậy. À, tôi hiểu rồi. Muốn xin gì đúng không? Nói quỵt tẹt ra đi, bày đặt vòng vòng. Trời ơi cô, con á, con thương cô không hết thì thôi. Chứ nghĩ gì sao mà con muốn cái gì? Thôi đi, xin gì nói đại đi. Tôi đang lo gần chết cái lô hàng đồ ngủ nè. Không biết làm sao bán được đây nè. Ồ ha, mình giờ mình làm sao hả để mình bán hết lô hàng đó ta? Nếu như mà lỡ người ta chê là cái chất vải mình thô quá, mặt bị đau thì sao cô? Thì mình phải nói là chất vải mềm mịn, bao giặt máy, không có giãn khi giặt. Trời nói ơi, đi. Cô á nha, con giận đó. Cái gì đâu mà người gì đâu mà vừa đẹp, vừa tài giỏi, hiền thục, mà họ bán hàng cũng biết đa dạng mặt hàng nữa. Nói vòng vòng hồi nó cũng hoành lại nó nịnh tôi tiếp rồi. Thôi bây giờ nói đi, xin cái gì nói đại đi cô nương khổ này ghê. Cô kêu con nói anh nha. Chuyện là tuần tới con có buổi thi nhảy, cô cho con xin nghỉ việc tuần nha cô. Minh Anh dạ con có mắt không vậy? Mắt con đẹp lắm á, để trang trí hay làm gì không biết nhìn vậy hả? Sao cứ đòi đi hoài vậy? Chân cẳng cô như vậy cũng có muốn bán được đâu. Mà giờ con đi nhảy nhót hả? Thì bình thường đó, lúc mà chân cô không đau con thấy cô cũng ngồi yên chỗ, chứ cô có đi đúng gì đâu. Con nhỏ này đúng là nói cái gì nó cũng cãi lời hay thiệt á. Thôi được rồi, muốn đi lắm đúng không? Được, tôi sẽ trừ lương. Hê, đi đi, tha hồ đi. Trời ơi, cô đừng nghĩ cô là chủ á, rồi hở ra một cái là hù trừ luôn con hoài. Con dù gì hả, anh Thơ là tâm lý con cứng, chứ tâm lý con yếu yếu như mấy đứa kia hay là con nghỉ việc rồi đó. Mà nói cô nghe nè, có sao đâu, bây giờ á, con sẽ tìm bà Hậu về livestream cho cửa hàng của mình. Lúc đó cô phải cho con nghỉ việc đó nha. Chắc ngon ăn hả? Con hãy đợi đó. Cái gì vậy? Gọi bà Hậu tới chưa mà đè cô ra make up các kiểu vậy con? Trời ơi, con gọi tới hết rồi. Cô cứ yên tâm tin tưởng hả con? Uh-huh. Nè, cô coi coi. Đó, bây giờ cô giống cái gì? Trời ơi! Trời ơi! Sao mà tái nhợt vậy? Giống bệnh quá vậy? Thì đó là ý đồ của con mà. Chút nữa cô Hậu tới á, cô nhớ giả bộ rên la thảm thiết giống như là bị bệnh nặng lắm nha. Cái vậy? Thì cái này là mình cái chiêu của mình mà cô. Cô con dặn sao cô cứ làm vậy đi. Minh Anh ơi. Ôi dạ con cô. Cô đến rồi đây. Ôi dạ này, con cô có chuẩn bị mấy cái thùng cà tông cho cô chưa? Để đâu? Dạ con có chuẩn bị xong hết rồi cô. Dạ không. Ôi, con bị bệnh nặng lắm rồi đó cô. Mà Nhi bị ốm á? Dạ, không biết làm sao mà sốt cao không hết rồi. Cứ giật giờ vậy, trời ơi, cứ giật giờ ra vậy đó cô. Đó. Thế mà sao không đưa bà Nhi vào phòng nghỉ mà ngồi ở đây? Không có chịu, ai hồi sáng nè con với Tiến đụng vô cái sốc người lên cái hả cô giật đó, cái cổ co giật vậy nè cô. Trời lâu quá hả, con bị sảng nữa. Tôi chết rồi con ơi. Như thế này. Minh Anh. Dạ, con là con. Con sảng thì kêu tôi cô lắm. Không ổn rồi, như thế này là bị nặng lắm. Bây giờ mình phải gọi xe cấp cứu, đưa bà Nhi đi, chứ không là nguy đấy. Cứu tôi Hậu. Cô thấy chưa, sản cứ gọi cô hoài luôn à. Con nghĩ đây là tâm bệnh của bà chủ con đó. Tại vì
một cái lô hàng đồ ngủ này nè, nó lấy về bị lừa với giá cao, mà ai ngờ hàng thì không có chất lượng. Xong á, tới khi khui hàng ra mới biết, mà ban đầu á, bà chủ còn tính á hả là lấy mấy bộ đồ qua hả là tặng cho chị Miên đúng không cô? Đừng lừa tôi. Này mà cũng nghĩ đến mẹ con tôi. Cô ơi cô, bây giờ con tính là con lên con tự livestream, con tự bán đại luôn. Nhưng mà cũng biết rồi đó, tính con ăn nói bổ bả vô duyên, chỉ sợ là họ không có ai mua thì khổ cho bà chủ con nữa. Hậu ơi, Hậu ơi. Có chắc là nếu như bán hết số quần áo này thì bà Nhi sẽ tỉnh không? Dạ chắc chắn mà cô, trời đất ơi, cô mà bán hết cái chỗ quần áo này á, thế nào bà chủ con cũng hết bệnh, cũng khỏe mạnh lại rồi cô. Thôi, cứu một mạng người hơn xây bảy kiềng chùa. Con cứ chuẩn bị tất cả mọi thứ đi, cô livestream cô bán hàng cho. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha, kỳ này á bà chủ con được cứu rồi cô. Một set là một cái áo và một cái quần như thế này rất là xinh xắn và rất là nhiều màu. Màu cam cà rốt, màu xanh biển, màu xanh dương, màu xanh lá, màu xanh nõn chuối, màu hồng cánh sen, màu hồng nhạt. Tất cả các màu trên đời này chúng tôi đều có. Một set ngủ là như thế này rất là xinh. Tuy rằng là đây, cái set này nó không phải là hàng cao cấp nhưng cái chất vải nó vẫn là cực kỳ mát và cực kỳ đẹp, vẫn siêu mềm. Đường may rất là sắc sảo luôn nhá quý vị nhá. Cho nên là chúng tôi quyết định bán lô hàng bị lừa này với giá mua 3 bộ tặng 1 bộ. Thế nào, có tuyệt vời quá không quý vị? Cô mua 3 bộ tặng 1 bộ rồi cô Nhi có lỗ rồi sao cô? Lỗ cũng chịu đâu. Không, mua 3 tặng 1. Nếu không bán như thế thì mình không bán được đâu. Bởi vì lô hàng này của mình nó đã bị lừa rồi. Không phải hàng loại 1 cơ mà. Nếu mình bán đúng với cái giá loại 1 người ta sẽ không mua đâu. Hiểu chưa? Để cho cô làm cho, cô bán cho. Đấy, bây giờ nếu mà quý vị nào mà muốn mua những cái set bộ như thế này thì là gửi bình luận ngay bên dưới. Mình sẽ bán nhập vô 50.000 rồi. Mua 3 tặng 1 cũng lời 250 một cô. Các màu, đủ các size, đủ các kích cỡ luôn. Mua 3 tặng 1 đây chỉ là một lần duy nhất thôi, bởi vì chúng tôi đã lỡ dại tin vào cái người giao hàng. Nhưng chúng tôi hứa là lần sau hàng chất lượng thì sẽ vẫn là chất lượng. Chúng tôi không bao giờ nhận những cái hàng kém chất lượng như thế này nữa. Bây giờ quý vị có thể đặt hàng ngay. Đặt hàng nhé con nhé. Dạ, đặt hàng chút luôn. Nếu như mà ai mà muốn mua bộ đồ ngủ này á thì mọi người á comment ở dưới là ngủ cộng với lại màu sắc của đồ, bộ đồ mọi người muốn mua rồi cộng với lại số điện thoại thì bên shop á tụi em á sẽ tự liên hệ với mọi người nha. Vâng, mua 3 tặng 1. Có kiểm tra xem người ta đã nghe nhiều chưa. Mua 3 tặng 1, cơ hội hiếm hoi. Vì sự cố của shop đã xảy ra cho nên là shop sẵn sàng chịu lỗ vốn một chút, nhưng quý vị mua hàng không bị lừa đâu ạ. Hàng loại 2 mua 3 tặng 1. Trời ơi cô, quá trời người đặt mà cô cũng kéo nhiều lắm luôn. Người ta chốt đơn quá trời. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá. À, thưa quý vị, chính vì sự nhiệt tình của quý vị đã ủng hộ cho shop cho nên là với sự hứng thú cao độ và để đáp trả lại cái tấm chân tình của quý vị dành cho shop thì shop giảm mạnh thêm một lần nữa, đấy là mua 5 tặng 2 và giảm thêm 30%. Gì vậy? Cái gì mua 5 tặng 2 giảm 30% gì tùm lum vậy?
Trời ơi, Bảo, bà giết tôi rồi. Sao lại giết? Bây giờ bà không thấy là cái lô hàng của bà kém chất lượng bây giờ mà người ta đang ủng hộ nhiều như thế thì mình mua 5 tặng 2 mình bán rất nhanh mà người ta sẽ mua rất là nhiều. Em mượn bà biết mua 3 tặng 1 là tôi đứt từng đoạn ruột rồi không? Bây giờ tự nhiên bà mua 5 mà tặng 2 mà giảm thêm 30% nữa. Trời ơi, muốn tôi dẹp tiệm này luôn hả? Nhưng nếu như bà không làm như thế thì người ta đâu có mua, bà hiểu không? Bởi vì lô hàng này đang kém chất lượng cơ mà. Trời ơi, bà giết tôi rồi, bà Hậu ơi, khổ ghê. Ôi bà Nhi. Bà Nhi. Bà đang ốm cơ mà. Minh Anh. Dạ. Hai người đã cấu kết với nhau để lừa tôi đúng chưa? Không có cấu kết, cái này là... Đúng chưa? Tôi không ngờ con người của bà bỉ ổi đến mức độ như vậy. Bà lợi dụng tôi, bây giờ bà lừa dối tôi. Con nghĩ là đây là không, đây là một sự hiểu lầm thôi. Cô ơi, dù sao á, cô Hậu á cũng là có ý tốt với lại bên shop của mình. Cô Hậu đã nói như vậy cho nên là mình chốt được quá trời đơn, mình mới bán được hàng đó cô. Đúng không cô? Cô Hậu ơi, tại vì á, cô của con á hả là làm ăn danh mà, sót tiền sót của, thấy cô giảm giá với lại hả tặng quá trời vậy, cho nên cô con hả sót mà tới nỗi mà phải hả đang bệnh mà phải tỉnh dậy luôn á. Chứ không có giờ bà tôi hết bệnh á. Thì đó. Đâu cô nói rồi, đây là tâm bệnh của tâm cô bệnh. Con chứ không có lừa gạt gì cô hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề là tôi làm như thế bà bán được hàng có đúng không? Con kiểm tra xem họ chốt đơn đến đâu rồi. Đúng rồi, người ta chốt nhiều lắm á, rồi mình bán còn hết hàng rồi mà cô. Chính vì cô Hậu thành thật như vậy cho nên khách hàng mới mua ủng hộ mình quá trời đây nè. Ủng hộ cái con khỉ lai bắt lỗ lai để làm cái gì? Thôi được rồi, nếu như bà cảm thấy rằng là lỗi này là do tôi ý thì tôi sẽ không bao giờ làm việc với bà nữa. Tôi đi luôn. Không có sao không? Đau quá. Cái gì? Bà lại giả vờ đau chân để lừa tôi nữa à? Không có. Cái này tôi đau thiệt. Ây da, đau quá. Thật sự là tôi muốn bà giúp tôi. Chuyện xảy ra như vậy, ai mà lừa bà làm chi? Ui da. Giúp tôi nha Hậu. Nha. Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại với bà.